Khi chủ vương tự sát, nhà Ân Thương chính thức diệt vong. Hợp Phát lên làm thiên tử, tức Chu Vũ Vương, kiến lập nhà Chu. Vũ Vương làm lễ cáo tế trời đất, cho con của chủ vương là Vũ Canh tiếp tục cai trị đất Ân, để giữ hương hỏa cho nhà Ân. Các vùng xung quanh nhà Ân còn chưa ổn định, nên ông chia làm 3 khu vực. Phía Bắc Triều Ca đến đất Bội, phong cho em trai là Hoắc Thúc Sử. Phía Đông Triều Ca là đất Vệ, ông phong cho em là Quản Thúc Tiên. Phía Tây Triều Ca là đất Dung, ông phong cho em là Sái Thúc Độ. Trên danh nghĩa, ba người em ông có trách nhiệm giúp đỡ Vũ Canh, nhưng trên thực tế là để giám sát, vì vậy Sử gọi là Tam Giám. Chu Vũ Vương nhớ công lao các vua đời trước, ông phong cho con cháu họ làm chư hầu của mình. Con cháu Thần Nông ở đất Tiêu, con cháu Hoàng Đế ở đất Trúc, con cháu vua Nghiêu ở đất Kế, con cháu vua Thuấn ở đất Trần, con cháu vua Vũ ở đất Kỷ, con cháu Ngô Thái Bá ở đất Ngô, con cháu vua Thiếu Khang ở đất Việt. Để thưởng công cho các tướng sĩ có công phò trợ diệt Thương, ngoài ba người em trai đã phong làm Tam Giám, ông phong chư hầu cho các công thần, trong đó các nước lớn là Khương Tử Nhà ở đất Doanh Khâu, gọi là nước Tề, phong em trai là Cơ Đán ở Khúc Phụ, gọi là nước Lỗ, phong cho em là Thiệu Công Thích ở nước Yên. Dù đã diệt nhà Ân, Chu Vũ Vương vẫn ngày đêm suy nghĩ về cách giữ gìn cơ nghiệp, không chợp mắt. Khi bàn bạc với Chu Công Đán, ông nói: "Ta phải nhớ lấy bài học của các triều đại bị diệt vong, muốn an định thiên hạ, chú ý làm tốt việc dân. Xét từ hình thế địa lý, lưu vực sông Lạc, y là trung tâm thiên hạ, nên dựng đô ở đó." Vì vậy, ông quyết định xây dựng thêm Đông Đô ở Lạc Ấp. Tuy nhiên trong thời gian ở ngôi, Chu Vũ Vương chưa kịp thực hiện ý định này. Năm 1116 trước công nguyên, ông lâm bệnh và qua đời. Con nhỏ của ông là Cơ Tụng lên ngôi, tức là Chu Thành Vương. Em ông là Chu Công Đán làm phụ chính. Vũ Canh ở đất Ân nhân cơ hội vua mới của nhà Chu còn nhỏ, nên định khôi phục nhà Ân. Vũ Canh tìm cách liên lạc với Tam Giám, nhằm chia rẽ họ với triều đình nhà Chu. Do sự thuyết phục của Vũ Canh, cả ba người đều đồng tình theo ông chống lại Chu Công Đán và Chu Thành Vương. Sau đó, Quản Thúc Tiên sai người phao tin rằng Chu Công có âm mưu cướp ngôi vua. Nhưng Chu Công không nao núng, tranh thủ sự ủng hộ của các đại thần Khương Tử Nha và Thiệu Công Thích. Ông giao cho con là Bá Cầm về nước Lỗ, còn mình ở lại triều đình lo việc. Chu Công và Thiệu Công tập trung dàn xếp xong việc nội chính. Sau đó, Chu Công mang quân đi Đông Trinh. Qua 3 năm chiến tranh, Chu Công đánh bại được quân nổi loạn. Chu Công giết chết Vũ Canh và Quản Thúc Tiên, bắt Hắc Thúc Sử và Sái Thúc Độ đi đày. Tuy nhiên, Chu Công vẫn không hoàn toàn tận diệt họ nhà Ân. Ông phong cho tông thất nhà Ân là Vi Tử Khải ở nước Tống, phong đất Vệ của Quản Thúc trước đây cho em nhỏ của Vũ Vương là Khang Thúc. Năm 1109 trước công nguyên, Chu Công Đán làm phụ chính đã được 7 năm, đến lúc này thì Chu Thành Vương đã khôn lớn. Chu Công trao lại việc triều chính cho ông. Tuy nhiên, có người gièm pha Chu Công với Thành Vương rằng Chu Công Đán muốn giành ngôi đã lâu, nếu nhà vua không cảnh giác thì dễ xảy ra nguy biến. Thành Vương tin lời. Để tránh mâu thuẫn, Chu Công lui về ở ẩn tại nước Sở. Sau này, Thành Vương xem được sắc thư của Chu Công trong chiếc Dương Quý, mới hiểu rõ lòng trung thành và nhiệt tình của chú. Ông rất hối hận và sai người đi đón Chu Công về. Chu Thành Vương sai Thiệu Công xây dựng Đông Đô ở Lạc Ấp, theo ý nguyện của vua cha Chu Vũ Vương khi còn sống. Lạc Ấp là trung tâm thiên hạ, các nước chư hầu từ bốn phương về đó đều có độ dài tương đối bằng nhau. Chu Thành Vương phong Chu Công làm Thái Sư, phong Thiệu Công làm Thái Bảo. Thành Vương dùng Chu Công sáng lập và điều chỉnh các chế độ nghi lễ, trong nước từ đó thái bình yên ổn. Khi lâm bệnh nặng, Chu Thành Vương sợ Thái Tử Chiêu không đảm đương nổi công việc, bèn triệu Thiệu Công và Tất Công đến, dặn dò giúp đỡ Thái Tử. Năm 1021 trước công nguyên, Chu Thành Vương quy thiên, Thái Tử Cơ Chiêu lên thay, tức là Chu Khang Vương. Trong triều đại ông, nhà Chu thị trị và cực thị, Sử gia về sau thường xem triều đại của ông và cha ông Chu Thành Vương là Thành Khang Chi trị. Có một sự kiện thời Khang Vương gọi là Phong Cung Chi Triều. Đây là một đại hội chư hầu được Khang Vương tổ chức tại Phong Cung, miếu của Chu Văn Vương. Phong Cung Chi Triều trở thành một trong các sự kiện hội họp chư hầu chứ danh nhất lịch sử. Trong thời gian Khang Vương trị vì, thiên hạ thái bình thiện trị, ông chủ trương tiết kiệm. Suốt 40 năm, từ thời Thành Vương tới thời Khang Vương không dùng đến hình phạt. Năm 996 trước công nguyên, Chu Khang Vương mất, Thái tử Cơ Hà lên thay, tức là Chu Chiêu Vương. Theo sử ký Tư Mã Thiên, trong thời gian trị vì, Chu Chiêu Vương có thiếu sót trong việc triều chính. Năm 977 trước công nguyên, Chu Chiêu Vương đi chinh phạt nước Sở. Thuyền bị vỡ đắm, Chiêu Vương bị chết đuối tại sông Trường Giang. Triều thần nhà Chu không thông báo với các chư hầu việc Chiêu Vương chết, nhằm giấu kín lầm lỗi của ông. Thái tử Cơ Mãn khi đó 50 tuổi lên thay,
tức là Chu Mục Vương. Thời kỳ Chu Mục Vương, việc triều chính được củng cố lại những thiếu sót từ thời cha ông Chu Chiêu Vương. Từ đó nhà Chu lại hưng thịnh, thiên hạ yên ổn như các đời trước. Chu Mục Vương mang quân đánh tộc Đại Nhung nhưng không thu được kết quả. Từ đó, các bộ tộc ở nơi xa xôi không thần phục, họ không đến triều cống nhà Chu nữa. Thấy các chư hầu không phục, Mục Vương chấn chỉnh hình pháp để vỗ yên thiên hạ, bèn ra lệnh cho phép mọi người dùng tiền để chuộc tội. Tuy nhiên, việc chuộc tội chỉ áp dụng với những án còn nghi ngờ. Những người nghèo bị nghi phạm tội không có tiền chuộc thì bị lãnh án, còn người giàu có thể dùng tiền để thoát tội. Theo truyền thuyết, ông là người đầu tiên đến Côn Luân, phát hiện ra cung điện bằng ngọc của Hiên Viên Hoàng đế. Ngoài ra, còn có thuyết nói rằng ông đã được đến dự hội diêu trì của Tây Vương Mẫu. Năm 922 trước công nguyên, Chu Mục Vương qua đời. Ông ở ngôi khoảng 55 năm, thọ 105 tuổi. Thái tử Cơ Y Hộ nối ngôi, tức là Chu Cung Vương. Thời gian Chu Cung Vương trị vì, quốc gia không còn giàu có, kinh tế dần dần đi xuống, triều Chu bị suy thoái dần dần. Năm 900 trước công nguyên, Chu Cung Vương qua đời. Thái tử Cơ Giản lên nối ngôi, tức là Chu Ý Vương. Sử ký chép sơ lược về thời gian Chu Ý Vương trị vì. Trong thời gian này, chính sự nhà Chu lại suy kém. Năm 892 trước công nguyên, Chu Ý Vương qua đời sau 7 năm trị vì ngắn ngủi. Em ông là Cơ Tích Phương lên nối ngôi, tức là Chu Hiếu Vương. Sau khi Chu Hiếu Vương lên ngôi, một lòng một dạ phục hưng Tây Chu, ông ta chỉnh đốn lại quân đội, chiêu mộ mọi người quyên góp vàng bạc để nuôi ngựa. Có một người quyên góp tên là Phi Tử, đàn ngựa của Phi Tử béo tốt đẹp mã. Hiếu Vương rất hài lòng, liền phong cho anh ta mấy dặm ở Tần và cho làm quốc quân. Đây là nơi phát nguyên ra triều Tần sau này. Năm 886 trước công nguyên, Chu Hiếu Vương qua đời. Con trai của Chu Ý Vương là Cơ Nhiếp lên nối ngôi, tức là Chu Di Vương. Di Vương là con của Ý Vương. Sau khi Ý Vương chết, đúng ra phải do ông ta kế vị, nhưng vì nhu nhược bất tài nên bị Chu cướp ngôi. Sau khi Hiếu Vương chết, các chư hầu mới lập ông ta làm vua. Năm thứ ba đời Chu Di Vương, Tể Ai Công bị gièm pha. Di Vương bèn cho ném Tể Ai Công vào vạc dầu giết chết. Sau đó, ông đưa em Ai Công là Hồ Công lên ngôi. Thời Di Vương, giữa nhà Chu và các chư hầu xa như nước Sở và Đông Di hay xảy ra chiến tranh. Năm 878 trước công nguyên, Chu Di Vương qua đời. Con trai ông là Thái tử Cơ Hồ lên nối ngôi, tức là Chu Lệ Vương. Chu Lệ Vương được sử ký mô tả là người hám lợi, ham của, sủng ái Vinh Di Công. Dù có lời can ngăn nhưng ông vẫn tin dùng Vinh Di Công, thăng chức làm thanh sĩ, cầm quyền trong triều đình. Lệ Vương sống xa xỉ, làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân án hận. Thiệu Công can ngăn Lệ Vương nhưng Lệ Vương cũng không nghe. Ông còn tin dùng người thầy cúng nước Vệ, sai theo dõi các quan lại trong triều xem ai dám bàn tán về việc triều chính thì sẽ bắt và giết chết. Vì vậy các chư hầu chán nản, không còn ai có dư luận gì và cũng bỏ việc đến chầu thiên tử. Năm 845 trước công nguyên, sự cai trị của Lệ Vương càng hà khắc khiến người dân trong nước không ai dám nói điều gì, đi ngoài đường chỉ đưa mắt nhìn nhau. Chu Lệ Vương lấy làm đắc chí, cho rằng mọi lời phê phán của mọi người đã bị dẹp. Thiệu Công can rằng người trong nước bị đè nén nên không dám nói thôi. Nếu nhà vua chặn họng thiên hạ thì họ sẽ không còn ủng hộ nữa. Lệ Vương vẫn không nghe theo, tiếp tục chính sách bạo ngược và đàn áp dân chúng. Năm 842 trước công nguyên, nhân dân nổi dậy chống lại triều đình, lật đổ Lệ Vương. Lệ Vương phải bỏ chạy khỏi kinh thành. Sự kiện đó được sử gọi là quốc dân bạo động. Thái tử Cơ Tĩnh bị quân Khởi Nghĩa truy tìm. Trong cơn nguy cấp, Cơ Tĩnh trốn vào nhà đại thần Thiệu Mục Công. Quân Khởi Nghĩa nghe tin, bèn đến vây nhà Thiệu Công đòi nộp thái tử. Thiệu Công bèn mang con mình ra thế mạng cho Cơ Tĩnh. Quân Khởi Nghĩa tưởng là thái tử, bèn giết chết con Thiệu Công, thái tử thoát nạn. Nhân dân hà cơn tức, binh Khởi Nghĩa giải tán. Lệ Vương trốn đi, quốc gia không có thiên tử chủ trì. Trước tình thế đó, Chu Định Công và Thiệu Mục Công cùng nhau quản lý việc triều chính thay cho Chu Lệ Vương trong 14 năm, gọi là thời Chu Thiệu Cộng Hòa. Năm 828 trước công nguyên, Chu Lệ Vương qua đời. Thái tử Cơ Tĩnh được Thiệu Công lập lên đối ngôi, tức là Chu Kiên Vương. Sau nhiều năm loạn lạc, quốc lực nhà Chu đã suy yếu, dân chúng ly tán. Chu Kiên Vương lên ngôi, cho trùng tu vương cung, yên định lòng dân, bãi bỏ binh đao, chú trọng lễ nhạc, trọng dụng các cựu thần. Kiên Vương phong Thiệu Mục Công tại đất Tạ, cho trọng thần Thân Bá ở đất Cử, lập nước Thân. Sau đó, Tuyên Vương phong Hàn Hậu ở Hàn Thành, kiến lập nước Hàn. Từ đó kiến nước lại hùng mạnh, uy thế thiên tử tạm thời được khôi phục, chư hầu lại triều kiến vua Chu. Sử sách gọi là Tuyên Vương Trung Vương.
Năm 824 trước công nguyên, Tuyên Vương sai Tần Trọng đem quân đánh Tây Nhung. 2 năm sau, Tần Trọng bị Tây Nhung giết. Tuyên Vương triệu con Tần Trọng là Doanh Kỳ, cấp 7.000 quân đánh Nhung. Kết quả, Tây Nhung thất bại. Tuyên Vương phong Doanh Kỳ đất cũ của Đại Lạc, đó là cơ sở cho sự hình thành của nước Tần. Tộc Hiền Doãn là một bộ tộc miền Bắc, từ thời Chu Lệ Vương thường tới nhiễu Trung Nguyên, từng đánh tới tận Hạ Kinh nhưng bị đẩy lui. Năm 816 trước công nguyên, ông cho quân tấn công tộc Hiến Doãn, giành thắng lợi. Từ đó nhà Chu dẹp xong mối nguy phía Bắc. Cùng năm, quốc chủ nước Lỗ là Lỗ Vũ Công cùng hai con là Cơ Quát và Cơ Huy vào triều kiến Chu Tiên Vương. Tiên Vương đánh giá cao Cơ Huy và ép Lỗ Công lập Huy làm thế tử. Trọng Sơn Phù khuyên ông không nên can thiệp và bỏ trưởng lập ấu. Tuyên Vương không nghe. Lỗ Vũ Công theo lời Tuyên Vương, bỏ Quát lấy Huy làm thế tử. Sau đó không lâu, Lỗ Vũ Công trở về nước rồi bệnh chết. Cơ Huy lên làm quốc chủ, tức Lỗ Ý Công, điều đó làm con Cơ Quát là Bá Ngự bất mãn. Năm 806 trước công nguyên, Chu Tiên Vương phong em là Hữu ở đất Trị, kiến lập nước Trị. Phong cho Trọng Sơn Phù ở đất Phiền, tức nước Phiền. 10 năm sau, Bá Ngự giết Ý Công rồi cướp ngôi. Chu Tiên Vương nghe tin vô cùng tức giận, giết Bá Ngự, lập em Lỗ Ý Công làm vua, tức Lỗ Hiếu Công, từ đó nước Lỗ mới ổn định. Cũng bởi việc này đã làm cho chư hầu không còn tôn trọng thiên tử nữa. Năm 789 trước công nguyên, quân Quyển Hưng đánh vào nhà Chu. Chu Tiên Vương mang quân ra đón đánh địch. Tiên Vương bị bại trận, cánh quân miền Nam bị đánh thương vong, tan rã. Năm 782 trước công nguyên, Chu Tiên Vương chưa kịp đánh báo thù Quyển Hưng thì qua đời. Ông ở ngôi tất cả 46 năm, Thái tử Công Tinh lên đối ngôi, tức là Chu U Vương. Chu U Vương trọng dụng Thạch Phủ, cho cầm quyền chính trong triều. Thạch Phủ ham lợi, thường xu bị U Vương, mọi người trong triều đều ghét. Vương hậu của U Vương là Thân Khương, con gái của Thân Hầu, sinh thế tử Nghi Cữ. Năm 779 trước công nguyên, Bang Quý bị tội với Chu U Vương, bèn dâng lên ông một mỹ nữ là Bang Tự. Thấy Bang Tự duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần, Chu U Vương liền ngày đêm sủng ái. Bang Tự sinh được con trai là Cơ Bá Phục. Bang Tự rất ít khi cười, U Vương tìm mọi cách để làm Bang Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Thạch Phủ liền góp ý đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bang Tự cười. U Vương nghe theo. Quân chư hầu thấy lửa cháy, ngỡ là có giặc, bèn mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bang Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bang Tự cười. Xong U Vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Từ lần Bang Tự cười, U Vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu. U Vương ngày càng chuyên sủng Bang Tự và xa lánh Thân Hậu. Nghe Thạch Phủ, ông chính thức phế bỏ Thân Hậu, lập Bang Tự làm hậu và phế nốt thế tử Nghi Cữ, lập Bá Phục làm thế tử. Chư hầu nước Thân là cha Thân Hậu thấy bất bình, bèn liên hệ với nước Tằng và tộc Khuyên Nhung kéo vào đánh Húc Hạo Kinh. Tình hình nguy cấp, Chu Vương vội cho đốt lửa phong đài để hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu đã từng bị lừa nên tưởng vô đùa, không mang quân tới nữa. Chu Vương không chống nổi quân địch, đánh mang Bao Tự và Thái tử Bá Phục bỏ chạy. Bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết ở núi Ly Sơn. Con nhỏ Bá Phục và chú ông là Trịnh Hoàn Công cũng bị giết trong trận này. Thân Hậu ân hận mang họa cho dân Hạo Kinh, bèn mời các nước chư hầu Tấn, Tần, Vệ, Trị đến đánh đuổi quân Khuyển Nhung. Sau đó, lập con trưởng U Vương là Nghi Cữu lên ngôi, tức là Chu Bình Vương. Cùng lúc, em trai của U Vương được lập lên ngôi, tức là Chu Huệ Vương. Từ đó nhà Chu hình thành cục diện nhị vương. Nhà Tây Chu đến đây thì diệt vong.